Sự vắng bóng của Quang Hải và Đoàn Văn Hậu, hai cầu thủ tiêu biểu của làng bóng đá Việt Nam, gây nên sự thiếu hụt đáng kể cho đội tuyển quốc gia trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại thứ hai của World Cup 2026. Quang Hải và Văn Hậu, cả hai đều đang trải qua quá trình điều trị chấn thương, không thể tham gia giai đoạn đầu tiên của hành trình này, làm gia tăng những khó khăn cho đội ngũ của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Văn Hậu, hậu vệ đầy tài năng sinh năm 1999, sau khi nhận chấn thương, đã phải tìm đến sự can thiệp phẫu thuật tại Singapore và dự kiến sẽ mất từ 3 đến 6 tháng cho quá trình hồi phục. Do vậy, anh sẽ không thể tham dự Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1 năm 2024 và còn bỏ ngỏ khả năng xuất hiện trong hai cuộc đối đầu với Indonesia vào tháng 3 năm 2024 thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Trong khi đó, Phan Tuấn Tài có thể sẽ giữ vị trí trung vệ lệch trái và Võ Minh Trọng, Triệu Việt Hưng cùng Khuất Văn Khang sẽ cạnh tranh để chiếm lấy suất đá hành lang trái, như lời nhận xét từ bình luận viên Vũ Quang Huy. Dù những cầu thủ này đều có tiềm năng, nhưng việc lấp đầy khoảng trống về mặt chuyên môn mà Văn Hậu để lại vẫn là một thách thức không nhỏ. Văn Hậu được biết đến như một hậu vệ đa năng có khả năng thi đấu ấn tượng ở cả vị trí bám biên lẫn trung vệ lệch, sở hữu thể hình lý tưởng và tốc độ nổi trội, là một trong những ngôi sao của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Anh được đánh giá cao nhờ khả năng tranh chấp tốt và tham gia tấn công một cách hiệu quả, thể hiện rõ ràng sự toàn diện trong lối chơi. Đội tuyển Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ khi phải tìm phương án thay thế Đoàn Văn Hậu, hậu vệ cánh trái chủ lực, trong bối cảnh các lựa chọn hiện tại chỉ đạt mức độ chấp nhận. Triệu Việt Hưng, dù đã có cơ hội thể hiện mình trong kỳ FIFA đây tháng 10, nhưng vẫn chưa ghi điểm với huấn luyện viên Philippe Chaussier. Trong khi đó, Võ Minh Trọng, mặc dù đã chơi tốt, vẫn cần thêm kinh nghiệm để có thể đáp ứng yêu cầu của một trận đấu quốc tế và đang được vị chiến lược gia người Pháp xây dựng cho tương lai. Văn Khang, khi đảm nhận vị trí hậu vệ cánh trái, lại không thể hiện được nhiều. Phan Tuấn Tài từng nổi tiếng với khả năng bám biên trái nhưng nay được chuyển sang chơi ở vị trí trung vệ lệch để phục vụ chiến thuật của Chaussier. Tuy nhiên, sự không cứng cáp trong lối chơi khiến anh trở nên lộ rõ hạn chế trước các đối thủ có hàng công mạnh mẽ. Trong đợt tập trung gần nhất, huấn luyện viên Chaussier đã quyết định gọi Phạm Xuân Mạnh, người mới gia nhập từ câu lạc bộ Hà Nội. Xuân Mạnh được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại vị trí hậu vệ trái với ưu điểm là sự mạnh mẽ và quyết liệt trong lối chơi. Ở phía hàng công, Quang Hải tiền đạo đầy sáng tạo cũng không thể tham gia hai trận đầu của vòng loại thứ hai World Cup 2026 do chấn thương gặp phải trong trận đấu với Uzbekistan vào tháng 10. Dù đã trở lại V-League sau thời gian thi đấu ở Pháp, Quang Hải vẫn chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao của mình. Sự vắng mặt của anh rõ ràng là một tổn thất cho đội tuyển, nhưng có vẻ như huấn luyện viên Chaussier đã sẵn sàng với các phương án thay thế và chờ đợi sự trở lại của cầu thủ 26 tuổi này trong đợt tập trung sắp tới.